Ok, chào mừng tất cả anh em đã trở lại với cái kênh trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho máy một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình. Hôm nay tiếp tục là một cái con game là Lemuria Legend. Hôm nay mình vào trong đây để mà mình chia sẻ làm sao cho các anh em kiếm được một cái lượng gen nhanh nhất, kiếm nguồn thu nhanh nhất bằng cái cách nào. Thì bằng cái cách là các anh em có thể là đi farm ở nhiều map nhất có thể. Nếu mà Ôi cái trời cách ơi. này á, thì sẽ thuận tiện cho những anh em nào mà chơi cái bản mà PC. Thì PC chúng ta có thể là treo nhiều acc nhưng mà không sao, anh em có thể là treo ở trên mobile vẫn treo nhiều acc được, vì bên mình đã có một cái app là UG Phone hỗ trợ cho các anh em là 24 trên 7 luôn. Các anh em có thể là treo vô tư từ 1 tới 5 acc bình thường thoải mái. Ở trong phần mô tả của mình có một cái link đăng ký thông qua cái kênh của mình nha, và ở trong cái phần mô tả có luôn một cái Zalo hỗ trợ trực tiếp cho các anh em nào mà không biết về cái app UG Phone. Trên kênh của mình có những cái video hướng dẫn cho các anh em về cái app UG Phone, mình đã có hướng dẫn chia sẻ review thì anh em có thể là vào trong đó nha. Cái đó là hỗ trợ từ mobile, hỗ trợ qua bên PC luôn. PC anh em yếu anh em cũng có thể chơi được, và đặc biệt ở trên mobile treo được, ở trên đó nhiều tab, không tổn hại pin, không tổn hại gì hết. Thì cái con WinMager vào trong đây làm cái quần đùi gì, đang farm, đang quảng cáo, đang review luôn á không à. Thì hôm nay cái vấn đề chính là mình hướng dẫn cho các anh em làm sao mà các anh em kiếm được gen. Kiếm được gen nó rất là dễ, các anh em có thể là lụm những cái món đồ ép như vậy, các anh em đi về các anh em bán. Nếu những cái bộ đồ này mà nó nằm ở trong chế độ như ví dụ là HP nè, và ở trong cái dòng phòng thủ, thì các anh em có thể là treo lên trên shop các anh em bán. Bán với cái giá như ví dụ ở đây nó bán là 25, các anh em có thể là treo 40 hoặc 50 hoặc là 100k, 200k, 300k gì đó, tùy theo món đồ hot hay là không hot. Thì hôm nay mình sẽ vào trong đây chia sẻ cho các anh em, review cho các anh em. Đầu tiên là review một cái acc GL thương thủ của mình. GL thương thủ của mình đang ở chế độ là những cái bộ đồ đây. Cái nón của mình là cái nón là Nhân Vương, phòng thủ là 41 và HP là 92. Tiếp theo là một cái áo mộc tinh, HP là 81 nè. Tiếp theo là một cái quần mộc tinh, ở đây là tỷ lệ phòng thủ thành công. Cái tay của mình cũng là Nhân Vương nè, tỷ lệ phòng thủ thành công. Cái chân của mình cũng là Nhân Vương, tỷ lệ phòng thủ thành công. Tiếp theo đó là một cây thương. Cái thương của mình nó thì nó không phải là cái thương cấp cao, nó chỉ là lực tấn công của mình là 105 và mát lên 113. Tiếp theo là mình có một cái khiên hỏa tiễn, phòng thủ là 30, tỷ lệ phòng thủ thì 99 nè, ở dưới đây là tỷ lệ phòng thủ thêm là 97 nữa. Nó cũng rất là ngon. Và đặc biệt á, thì cái beta gần đây nhất nó cập nhật cho những anh em là cung đâm, rồi nó cập nhật những con boss, rồi cập nhật cho các anh em là một cái pentagram. Pentagram này kiếm ở đâu và công dụng của pentagram như thế nào? Pentagram này là một cái cuốn sách thuộc tính để cho chúng ta nâng được công, nâng được thủ đối với những con quái thuộc tính. Quái thuộc tính là sao? Là những con quái nó có những cái chấm trên đầu, như ví dụ là cái bên của mình bên cái hệ bên gió, thì những con quái nó sẽ có là gió nè, đất nè, lửa nè, bóng tối nè và nước. Thì những cái bên nó sẽ khắc với con quái đó. Nhiệm vụ khắc để làm gì? Nhiệm vụ khắc là cho con quái nó quánh vô mình là sát thương nhỏ nhất, và mình quánh với con quái là sát thương của mình to nhất khi chúng ta đi khảm đúng hệ. Những anh em nào mà muốn tham gia và biết được cái phần thuộc tính bên cái là pentagram thì các em có thể là liên hệ Zalo của mình là 0917175839. Mình sẽ đưa hình chụp ảnh show lên cho các em biết khảm làm sao cho nó chuẩn hệ, hoặc là các em có thể là vào trong kênh trải nghiệm TV, các em lục lại cái cách mà hướng dẫn tạo linh thạch và khảm pentagram là trong kênh của mình có làm tất cả hết. Và đặc biệt vì sao mà mình cho cái con thương thủ của mình lên sóng, vì cái con này nó sẽ ăn đam thuộc tính. Những con nhân vật khác thì chúng ta chỉ tăng đam thôi, nó không có tăng đam thuộc tính đâu. Và cái con nhân vật của mình nó sẽ tăng đam thuộc tính, một lát nữa mình cho anh em xem. Và mình đã có một cái win. Cái win này á, là lúc trước mình quăng ra 25 boss vua, mình còn lại 6 viên ngọc, còn tất cả là con tiên răng hay là con tiểu quỷ, con kỳ lân mình đã bán hết. Mình đã bán mua được cái win mà cũng dư là cũng khá gen. Thì hôm nay tiếp tục là mình vào trong đây, chủ yếu và cốt lõi của mình làm đây. Đây là nguồn thu của mình trong 3 ngày hôm nay là được 12 bạc và 17 hộp vua. Thì hai cái phần này nó cho chúng ta ra được những gì? Thì hôm nãy là mình đã review nó lỡ dở chút xíu, sorry anh em nha. Tiếp theo là một cái dây chuyền vật lý chuẩn của cái con thương thủ là hoàn hảo, là mình có một cái đam hoàn hảo, đam thuộc tính á. Tiếp theo là mình có một cái cặp nhẫn phép thuật của mình là nó lên nè. Cái này là nhẫn nè, dùng cho phép thuật nó lên. Lấy cái dòng này nè anh em, phòng thủ 67 cơ. À, quê mình 67 đó. Ở đây nè, nhẫn gió nè. Thì ở đây là tỷ là phòng thủ 63, thì cũng như vậy cũng rất là ngon lành nha. Thủ của mình lên khá là cứng. Khi mà chúng ta farm như vậy á, nó cũng rất là
ngon lành và tuyệt vời. Mình sẽ lên trên một cái map làm Atlan 3, mình mo lên trên đây cho anh em xem. Cái gì vậy? Atlan 3 mà. Để ở một cái chế độ Atlan 3 mình farm. Đây thì anh em cũng khá là đông, mình sẽ đi một cái bãi quá khác. Thì hôm qua là mình đã lên Atlan 3 là trụ không nổi anh em à. Hôm nay mình sẽ lên Atlan 3 xem trụ có được. Ở đây thì có một cái bãi quái rất là nhiều đấy. Vào trong phần điểm bảng điểm thống kê thuộc tính của mình, vào trong đây thống kê của mình. Đam của mình, đam thường á thì nó lên cũng không quá quá nổi bật. Ở đây chỉ có là 231 và 238 thôi. Nhiều khi nó lên 400 không chừng. Nhưng mà cái con này quan trọng của nó là cái đam thuộc tính nó sẽ cao. Đam thuộc tính là các em bấm vô phần là thống kê thuộc tính, những cái này là nó quá cơ bản rồi anh em. Mình đã có review rất là nhiều đam thuộc tính. Các em qua bên đây là sát thương thuộc tính nè, nó sẽ điểm min của mình á là 1k4 và điểm max đó là 1k6. Còn thống kê bên đây nè, thống kê chi tiết bên đây nó sẽ có là tăng lượng gen rồi sát thương chí mạng. Và các em nhìn qua bên đây, ở đây là cho chúng ta nè, ở trên đây là phần tỷ lệ tấn công thành công nha. Cái này là tấn công thành công, tỷ lệ tấn công thành công của chúng ta càng nhiều thì mình quánh vô quái, quánh vô người càng càng ít mít. Còn nếu mà tỷ lệ tấn công thành công của chúng ta ít thì chúng ta quánh nó sẽ mít nhiều. Tốc độ tấn công của con này á, thì nó rất là tù túng, có bao nhiêu điểm mình sẽ đưa hết vô phần anh ghi, nhưng mà nó sẽ bù lại. Ví dụ mình nói một câu cho các em dễ hiểu nè, những con khác 10 điểm bon nó sẽ lên một anh ghi, nhưng mà cái con này 30 điểm hoặc là 50 điểm tùy theo phiên bản nó sẽ lên một bon. Tùy theo phiên bản nó sẽ là 30 điểm lên một điểm hoặc là 50 điểm lên một điểm, còn những cái con nhân vật khác là chỉ là 10 điểm là người ta sẽ lên một điểm rồi. Nó mắc cái này mà nó được cái kia nha. Không phải mà như những con khác, như ví dụ cái con này sức mạnh của nó là đi hướng là full anh ghi đây, full anh ghi mà các anh em cộng full anh ghi nó vừa tăng thủ tăng nam chà bá nữa rồi ai chịu cho nổi anh em, rồi tóc của anh em lên cao nữa, cái đó là không được nha. Như điển hình như là một cái con mà cung vậy đó, con cung của người ta thì 10 điểm bon người ta lên một điểm thủ, còn con cung 50 điểm bon chỉ lên được một cái điểm thủ thôi, thì như vậy là nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Thì các anh em thấy nào, cái điểm thuộc tính là cái điểm xanh của mình á, nó lên rất là dày nha. Hôm nãy mình lại đây á là chỉ có mình anh mình, sau giờ này nó ra thêm 2-3 mạng nữa anh em à. Đó là những gì mà mình muốn truyền tải thông báo báo cáo cho các anh em biết luôn, là đây là một cái con nhân vật thương thủ. Ủa nó đi theo một cái hướng chiến, nhưng mà cộng điểm chuẩn của nó là anh ghi. Các anh em phải cộng anh ghi càng nhiều là nó càng ngon anh em. Đặc biệt cái bên này anh em nhắn tin hỏi mình là farm map nào, thì các anh em lên map từ khoảng là 300 đảo lên nó mới có gớt hai bên. Wow, quái trên đó kỳ là châu, không phải là các anh em lên cho nó muốn farm là farm được đâu anh em. Hiện tại bây giờ các anh em có thể là đi map thấp, các anh em chọn cho mình là thủ hoặc là thắt bê. Còn lên map cao các anh em phải lấy cho mình được hai ốp, một ốp thủ và một ốp thắt bê. Hai ốp đó làm sao để có, nó rất là khó, tại vì đồ đó nó sẽ nằm ở trong cái chế độ là đồ hiếm. Đồ hiếm mình sẽ bấm vào trong đây, đồ hiếm thì mình sẽ vào trong đây. Như ví dụ là mình vào một cái chữ hiếm, mình ra đằng sau cho các anh em xem, đây nó sẽ nằm ở chế độ đồ hiếm đây. Đồ hiếm thì nó sẽ có hai ốp, nhưng mà đồ hay hợp là y chang mình nói luôn, một cái là phòng thủ và một cái là HP. Thì lên map cao anh em phải cần có hai cái dòng này các anh em trụ mới được. Còn khi BK thì mình sẽ đi bên một cái hệ khác như là giảm sát thương hoặc là phản. Còn đi farm các anh em dù muốn dù không thì phải săn được cho mình là hai cái dòng này, không có là phải kêu à đời nó làm cho có. Quay lại vấn đề chính hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các anh em là làm sao mà để treo được như gì. Treo được như gì, các anh em nói là có map mặc định hay không, hay là map cao nó mới ghê, thì xin thưa với tất cả anh em và với các tất cả đồng chí, những cái này các anh em farm map nào cũng có, hợp vô và huy chương bạc này chỗ nào cũng có, yêu cầu các anh em là đi về đích là có được cái huy chương bạc hoặc là huy chương vàng. Các anh em cứ ở lừng chừng làm sao mà có được cái huy chương vàng huy chương bạc này, các anh em phải chạm về đích nha. Cái đó là mình nói vui anh em. Mình thì mình cấm gãi gác ra, mỗi một con á thì một bãi quái cũng chung một map thôi, mình pha mỗi map là lót một nha anh em. Lót một vì sao mình ở lót một, trong khi đó là người ta đã lên level rất là cao sẽ không lên. Mình sẽ hướng dẫn luôn, ở những cái map cao anh em quánh 4-5 cái con quái nó mới lị, còn ở map thấp anh em có thể là one hit quái, tương ứng với là cái tỷ lệ vật phẩm mình sẽ nhặt nhiều nhiều hơn người ta. Đừng có đú chen, đú chen là chỉ một cái con nào cho nó lên thôi. Ví dụ tâm quyết vô con Ika thì cho con Ika nó đi lả lướt, đi mây và gió, đi được bao nhiêu thì đi. Còn những con nào xác định farm thì phải đi nó ở, tuy nó mạnh thiệt nhưng mà cho nó ở map thấp đặng nó one hit quái. 3-4 thằng nó chụm lên một bãi nó quánh á thì nó chỉ lụm được một phần thu, còn mình 3-4 con mình ở 3-4 bãi quái thì xác sức của mình sẽ lụm nhiều hơn mấy ông kia. Nói 3-4 ngày lụm được 25 boss
chơi 5-60 ạt à. Tôi làm gì có, cái máy của tôi nó cùi bắp, làm gì mà 5-60 ạt ga. 5-6 ạt là chạy muốn le lử rồi, đâu 5-60 ạt ga thì tầm khoảng là 3 bữa 4 bữa là chúng ta sẽ có nguồn thu rất là nhiều. Và không đợi chơi các anh em chờ lâu, mình sẽ dời một cái map cho nó yên tĩnh nhất có thể, là một cái map là Nuria. Nuria này mình sẽ quăng ra cái nguồn thu cho các anh em xem là cái cách kiếm gen của mình như thế nào. Mình sẽ quăng ra rồi đưa vô cái nguồn gen cho các anh em, làm sao mà để có nguồn gen được. Thì vào trong đây mình sẽ sử dụng nhiều, ở đây 17 thì mình sẽ đưa 17 con số rất là đẹp. Thường thường người ta nói là 17 trăng tròn thì như đây. Ở đây 17 boss thì nó sẽ cho chúng ta một cái nguồn thu, đó là 2B và 2 chao. Hiện tại B bây giờ bán rất có giá, chao thì nó rất giá trị. Và đặc biệt nè, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, ở đây là 5 con, 6 con, 7 con, 8 con, 9 con, 10 con. Các anh em thấy cho thấy ngon lành chưa? Mình sẽ vào cho các anh em biết làm sao mà nó có gen được nhiều. Thì các anh em vào trong đây, các anh em bấm vào một cái bảng như gì đây, rồi các anh em vào bộ lọc. Đầu tiên thì các anh em xóa hết cho mình, vào bộ lọc các anh em để là thú nuôi, rồi các anh em đi kiếm. Rồi nhìn vô nha, một cái con bèo nhất nè, con bèo nhất nó bán là 4m8 mà trong khi đó nó chỉ còn lại 31%. Thì các anh em lựa một cái con này đây, một con tiên răng 255 nó bán bao nhiêu anh em? Nó bán 9m9 thì các anh em bán 9m hoặc là 8m, các anh em bán là không kịp để bán. Lúc trước mình bán chỉ có là 4999 thì treo lên bao nhiêu hết bao nhiêu, bây giờ rút kinh nghiệm lại không nha anh em. Tiếp theo là mình sẽ kiếm nữa cho các anh em xem. Đấy, qua bên đây ở nguồn thu nó rất là dồi dào, các anh em chỉ cần bán lên thôi. Một cái con đây đây đây, một cái con nè, một cái con tiểu quỷ thì hôm qua hôm kia thì nó nằm ở giá là 50m, còn bây giờ nó là 31m, các anh em treo 28m nó mua sạch sành sanh luôn. Thì các anh em thấy không, một con mà các anh em kiếm được 28m thì trong khi đó một con của mình farm nguyên một ngày luôn, kiếm đâu đó là 5m 6m gen là dữ lắm rồi. Còn các anh em quăng ra một con như vậy, các anh em sẽ kiếm được 28, 29 hoặc là 30m. Hiện tại nó đang bán ở chưa ở cư vị là 32m, các anh em treo 30m nó mua liền tay. Đó là nguồn thu thứ nhất. Tiếp theo mình sẽ vào một cái nguồn thu thứ hai là bấm chữ thú, là cái con kỳ lân. Con kỳ lân nó sẽ cho chúng ta được bao nhiêu? Con kỳ lân ở lúc trước nó chỉ là có 5m, bây giờ nó sẽ bứt khóa lên 10m. 10m này vì sao mà nó lại tăng đột biến như vậy? Nó có phải là hệ lan đột biến hay không mà cái giá nó lại đung lên? Thưa là không. Tại vì hiện tại một cái phiên bản cập nhật mới nhất ở ngay thời điểm hiện tại nó sẽ cho ra một cái lông vũ. Lông vũ farm ở đâu? Lông vũ phải farm trên map là Ikawood, và Ikawood làm sao lên trên đó được? Ở con nhân vật chính thì người ta đầu tư một cái win, những con nhân vật phụ thì người ta đầu tư một cái con là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng làm sao để có Phượng Hoàng? Các anh em phải kiếm là 10 cái con kỳ lân, kèm theo đó là 100. Chúng ta ép cái con Phượng Hoàng bay lên trên trển để farm lông vũ. Vì sao mà cái con kỳ lân nó lại đôn giá? Thì cái nguyên nhân của nó là người ta kiếm lông lên trên map Ikawood cần phải win, không có win thì người ta phải đeo Phượng Hoàng. Cái đó là cái điều đơn giản nhất. Tiếp theo mình sẽ cho các anh em thấy một cái nguồn thu thứ hai và thứ ba. Thứ hai là cái con kỳ lân và thứ ba là cái nguồn thu ở bên ngọc lập văn phẩm. Các anh em bấm cho mình cái chữ là Java. Java các anh em bấm vô trong phần là JVB, rồi vô trong đây một viên thôi, 150m. Các anh em farm tới bao giờ? Chỉ chơi một ạt các anh em farm tới bao giờ được 150m? Nếu mà các anh em không hên, không nhặt được bê, không bán đồ thường xuyên, các anh em farm tới bao giờ? Thậm chí ngay tới bây giờ các anh em nói mình chơi một ạt kiếm chưa nổi 20m thì mấy anh em đó tệ. Tại vì chơi từ cái khi con game nó ra tới giờ mà các anh em không tích được 20m là các anh em lại lười giống mình. Mình lười tại vì lâu lâu mới vô bán đồ, còn người ta là một lát đầy gương ta bán, một lát đầy gương ta bán, và người ta có thể là người ta lọc đồ, người ta xiên, người ta lọc đồ lên người ta bán. Ví dụ món đồ đó là 17k, người ta treo lên 99k thì một món đồ nó ra đâu đó là 5-6 món đồ nữa. Cái đó là nguồn thu rất là dồi dào. Thì các anh em thấy không, mình hai viên B thì nó chạy ra mình là 300m gen, mà hiện tại là gen mình bán ra được ATM và B mình bán ra được ATM luôn, cái gì bán cũng được. Qua stop phan mình ở đây là mình còn 12 huy chương bạc nữa kìa anh em à, còn 12 lặng thì mình sẽ mở luôn cho anh em xem cái nguồn thu của mình như thế nào. 12 khối, 12 này nó để là không đủ chỗ trống. Không đủ chỗ trống để làm cái gì? Ở trong đây nó sẽ cho chúng ta ra đồ random, từ là đồ cộng không cho tới là đồ cộng cấp cao. Thì ở đây mình sẽ có ra một cái áo của cái con là tiên linh nè, một cái quần của con GF nè, một cái chân của cái con là chúa tể nè, và được hai món đồ hiếm anh em à. Phòng thủ thành công ngon nha, và một cái tay của đất quay. Như gì thì nó cũng khá lộn áp nha anh em. Ở đây nó ra cho mình thêm những cái món đồ gác đây. Thì những món đồ gác này nó sẽ có cho chúng ta thêm một cái chữ xó nè. Anh em có thể là xó, nếu mà không đi bán thì các anh em có thể là xó tại gương. Anh em có thể là xó nè. Như mấy món đồ như gì đó thì mình không cần tới. Nếu mà các anh em có chơi thì để đồ đó các anh em mặc lên trên người thì nó cũng tạm được đi, chứ nó không
gọi là được lắm. Và mình sẽ ra mình test cho anh em xem luôn là nó sẽ như khi mà mình đeo một cái con tiểu quỷ lên, cái lượng đam của mình sẽ như thế nào. Hiện tại lượng đam của mình nó cũng khá tốt anh em à. Ở đây nè, mình sẽ bán mấy cái này luôn nha. Mấy cái này là đồ thường nha anh em. Đó, ôi, ẩu ẩu cái là mắc đi. Ẩu một cái là cái như là gọi đó anh em à. Mình sẽ bán cái này nha. Và tiếp theo là mình sẽ bán cái này luôn, mình chừa những cái món đồ hiếm là thôi. Thì ở đây mình sẽ còn một món, mình sẽ cho nó ra luôn. Món gì đây? Món cộng 3 cùi bắp thiệt chó. À, mấy cái món này á thì chúng ta có thể là để đây. Nhiều khi người nào cần á thì người ta có thể là xài. Mình có thể là mình hack cũng được nha. Mình hack là sao? Mình đi ra ngoài đây mình test cái lượng đam cho anh em xem. Mình sẽ mo một cái map nào cho nó vắng người nhất có thể. Mình sẽ lên một cái map cho nó vắng người nhất có thể, như là map block 6 đi, hoặc là một cái map là Atlant 3 đi anh em ạ. Mình sẽ Atlant 3 cho nó tốt tí. Đây Atlant 3, mình sẽ qua cái góc này, cái này farm nha. Các anh em nhìn vô cái lượng đam nha, đam của mình đây, đam của mình đang lên 1k3 1k4, đang farm ở quái ở Atlant 3 1k3 1k4 nha. Nhưng mà chưa đâu, mình sẽ đeo con tiểu quỷ lên. Đam thường của mình nó sẽ lên rất là cao đấy, các anh em thấy không, đam thường của mình nó lên rất là cao. Hôm nãy chỉ có là 300 400, còn bây giờ nó lên là 700, có khi nó lên là 1k luôn. Các anh em nhìn cho kỹ nha, 700 800 900, mình sẽ hạ con này xuống 500 400 500 400, các anh em thấy không, đam vàng của mình nha, đừng có nhìn vô đam thuộc tính nha. Đam vàng nè, 300 400 500, chưa có cái nào lên được 700. Đây cho anh em xem lại nè, 700 nó đã lên được 700 800, 1k luôn. Cho nó farm thêm một vòng nữa nha anh em, mình test coi cái lượng đam của nó lên được bao nhiêu. 900, hiện tại nó lên mắc là 900, khi mà không đeo con tiểu quỷ mắc là 900 qua cái điểm mắc nha, chứ không phải là cái đam thường. Đam thường của mình chỉ có 400 thôi nè. Một con này nữa đi, đây 300 300 500, đây mình sẽ đeo con này lên 500 600 500 600, và nó không nằm ở chế độ 300 nữa, và nó sẽ nhảy vọt lên 500 600 và 1k. Các anh em thấy là không còn nằm ở chỉ số là 300 nữa, mà nó chỉ là ở là 500 600 và lên là 1k luôn. Đeo một cái con tiểu quỷ lên cho chúng ta rất là tốt. Còn nếu mà các anh em sợ bị slow motion thì cứ việc đeo một cái con này lên nữa thì các anh em farm nó lại cực kỳ tốt nữa, nó không có đẩy anh em, nó không có làm anh em bị slow motion, rất là ngon nha anh em. Vì sao mà mấy con này hiện tại nó có giá là như thế? Hiện tại là mình không còn gen nè, mình có thể là mình gom gen này mình bán để mình mua một cái pentagram cho những cái con khác, hoặc là các anh em có thể là dùng mấy con này để lên map cao. Thì mỗi người sẽ có mỗi cách chơi khác nhau nha anh em. Thì tổng quan lại cái nguồn thu của mình hôm nay thì dọn dẹn sẽ được cho nó là 4 con tiểu quỷ, 2 con tiên răng, 5 con kỳ lăng, thì mình đâu đó mình sẽ được là 11 con. Kèm theo đó cái nguồn thu cho chúng ta là 2 bê và 2 trao là nhiều. Tiếp theo là huy hiệu thì nó ra được 2 món đồ hiếm, và tất cả đồ kia thì nó không cần tới. Đồ hiếm này ở cái giai đoạn nào đó, tại giai đoạn đầu thì nó sẽ có một cái tác dụng gì đó, nó sẽ ngon lành hơn. Còn ở giai đoạn về sau thì những cái đồ hiếm cấp cao nó sẽ là tốt hơn nha anh em. Và những cổ cấm này thì chừng nữa chúng ta là sẽ kiếm những cái mảnh vỡ để ghép cái linh thạch lại. Từ từ mình sẽ làm hết cho anh em xem nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.